Chào bạn, trong bài học này chúng tôi sẽ demo hướng dẫn các bạn xây dựng một chương trình bằng Visual Studio để demo chương trình Windows Media Player. Thì đầu tiên chúng ta chạy Visual Studio lên. Đầu tiên chúng ta nhấp vào File New Project để tạo một project mới. Ở cửa sổ New Project thì chúng ta sẽ chọn Visual C Sharp để demo với ngôn ngữ C Sharp, và sau đó ta chọn Windows để thực hiện ứng dụng cho Windows. Ở đây tôi sẽ chọn cái mục đó là Windows Form Application. Sau khi chọn, tôi chọn tên project và nơi lưu trữ. Sau đó tôi nhấn OK. Đây là project cũ của tôi. Tôi nhấn No để không lưu lại. Như vậy ta đã có một màn hình form tạo ra. Bây giờ chúng ta sẽ đưa control Windows Media Player vào là một kênh. Thì trong demo này chúng ta sẽ sử dụng cái control của Windows Media Player để tích hợp vào chương trình chúng ta, chứ thực sự không phải chúng ta đang xây dựng một chương trình nghe nhạc mới. Như vậy, để tích hợp lấy gói tích hợp này, chúng ta sẽ vào Tool là thanh công cụ phía bên tay trái. Chúng ta tiếp tục tạo phải chuột lên thanh công cụ này. Sau đó chúng ta nhấn Add Tab. Ở mục Add Tab này chúng ta nhập vào, ví dụ chúng ta nhập New Control, mục này để tạo một tab mới và add các control vào đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm đến control Windows Media Player bằng cách chúng ta nhấn phải chuột vào ô trống này. Tiếp theo chúng ta chọn UI System. Bây giờ thì Visual Studio sẽ load các cái gói, các cái namebase cho phép chúng ta add vào. Thì như vậy, cái hộp thoại Choose Toolbox Item đã hiện ra. Trong hộp thoại này thì các bạn có thể chọn các cái DOL là các cái assembly của .NET Framework, là cái component của .NET Framework hoặc của COM, WPF chẳng hạn. Thì mục này chúng ta nên chọn qua mục Corporation Component. Tiếp theo chúng ta xuống và ta sẽ tìm đến mục Windows Media Player. Thì mục Windows Media Player nằm ở mục gần cuối. Chúng ta kéo đến và chúng ta sẽ thấy thì đây là Windows Media Player, chúng ta kích chọn vào, sau đó chúng ta nhấn OK. Thì cái control này nó sẽ được chèn vào cái tab mới của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp chọn cái control này và chúng ta sẽ kéo ra Windows Form. Thì sau khi kéo ra, cái control này nó sẽ được hiển thị trên form. Và đây chúng ta kéo lớn ra sẽ thấy cửa sổ Windows Media Player. Từ cửa sổ này chúng ta đã có một trình player. Các bạn có thể thấy trong mục Property thì nó tên là AS Windows Media Player 1 và có các thuộc tính bên dưới. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo một nút cho phép nó chạy một bài hát. Như vậy chúng ta sẽ thu nhỏ nó lại, sau đó chúng ta tạo một vài nút control. Ví dụ tôi ra đến một nút control. Tôi kéo cái button control ra và nút này tôi sẽ đặt tên nó là nút play. Mà tôi sẽ không làm như vậy. Tôi sẽ tạo một cái menu. Và mục này tôi sẽ cho nó tràn toàn màn hình bằng cách chọn thuộc tính Dock và chọn mục giữa Fill là nó sẽ full tất cả màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái menu. Chúng ta chọn vào Toolbox và sau đó chúng ta ra đến mục Menu. Thì đây là menu chip, chúng ta sẽ tạo cái menu. Ở đây sẽ là file. Phía dưới sẽ là open. Như vậy bây giờ ta sẽ viết code cho menu open. Chúng ta nhấp đôi vào open. Ở đây thì chúng ta sẽ cần dùng đến một điều khiển để mở file. Vậy tôi sẽ quay lại cái design.
Sau đó tôi gọi một cái control, đó là control open file dialog. Control này cho phép chúng ta xuất hiện hộp thoại mở file. Vậy tôi sẽ quay trở lại code. Và bây giờ tôi sẽ if open open file dialog. Sau dialog bằng dialog.research chấm ok. Nếu như mà ta nhấn ok vào cái hộp thoại này thì chúng ta sẽ mở chương trình player chúng ta với cái file mà chúng ta nhập vào, và chúng ta sẽ cho cái as chấm url bằng open file dialog chấm file name. Rồi như vậy chúng ta sẽ thực hiện chạy form này lên. Bây giờ chúng ta nhấn run reverse F5 để thực hiện chạy cái form này. Thì bạn thấy là chương trình chúng ta đã chạy lên và cửa sổ chúng ta đang làm Windows Media Player, và trên này là thanh menu. Chúng ta nhấp vào file, chọn open và hộp thoại open file đang mở ra. Chúng ta sẽ cho mở một file nhạc. Thì tôi sẽ mở một file nhạc. Tôi sẽ mở một file nhạc. Tôi nhấn open. Các bạn thấy là chương trình Meta chúng ta đã chạy lên. Và như vậy thì cái chương trình Meta của chúng ta đã chạy được, mở file được. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện thêm một số chức năng. Chúng ta sẽ tạo thêm cái menu. Ví dụ ở đây là control để thực hiện điều khiển. Chúng ta nhấn đó là play stop. Tạm thời chúng ta sẽ làm hai chức năng đó là play and stop và chức năng pause. Rồi, như vậy đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện chức năng play. Chức năng play thực hiện khi mà chúng ta đã nhấn stop. Chúng ta nhấp vào play. Bây giờ chúng ta sẽ viết lệnh cho cái control này. Thì khi nhấp vào nút play thì AS Windows Media Player sẽ, các bạn sẽ chọn đến cái control CTL control và vào play. Thì các cái mục mà nằm trong cái bộ thuộc CTL control thì có các cái phương thức cho chúng ta điều khiển player chúng ta. Như vậy ta sẽ thực hiện chạy lên. Và chúng ta sẽ mở mở file. Đầu tiên chúng ta phải mở file thì mới có thể điều khiển được cái control media player chúng ta. Tiếp theo chúng ta chọn open, chọn file. Sau đó mở. Chúng ta có thể nhấn play thì nó sẽ chạy. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ demo chức năng. Chúng ta sẽ nhấp vào stop. Sau đó trong nút stop sẽ thực hiện chức năng CTL control chấm stop. Và tương tự vậy, chức năng pause sẽ là as chấm CTL chấm pause. Ngoài ra còn có các chức năng khác như là next, previous, vân vân, các bạn có thể thực hiện demo. Bây giờ tôi sẽ thực hiện chạy chương trình lên. Thì đầu tiên tôi phải mở một file, tôi sẽ nhấn open và chọn file để mở. Như vậy mà file chúng ta đã được mở lên. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhấn stop. Chương trình chúng ta đã stop lại. Chúng ta nhấn play thì nó sẽ chạy lại. Nó chạy đến một đoạn. Chúng ta nhấn pause thì nó sẽ tạm dừng ở đoạn đó. Như vậy chúng ta đã toàn quyền điều khiển được cái control media player chúng ta.
Như vậy tôi vừa hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái control cho phép chúng ta xây dựng chương trình nghe nhạc nhanh chóng, gọn lẹ, tích hợp được các cái định dạng âm nhạc mà Windows Media Player cho phép. Như vậy bài hướng dẫn của tôi đến đây là hết. Hy vọng với bài hướng dẫn này sẽ giúp ích cho các bạn về việc tìm hiểu các template có sẵn trong Visual Studio hỗ trợ chúng ta để chúng ta làm những công việc và lập trình nhanh hơn. Chúc các bạn thành công.